phim mà em dễ thích nhất luôn, đó chính là Embakkaleid Moisturizer Peeling Toner. Thì đây là một cái dạng toner acid. Thì đầu tiên khi các bạn nhìn vào thành phần này thì trong này nó có niacinamide, cho nên nó sẽ rất là phù hợp cho những bạn nào thuộc tiếp da dầu mà kiểu muốn kiểm soát dầu nhờn, hay là bạn nào mà có tình trạng thâm đỏ muốn kiểu mà thâm sâu mụn mà kiểu làm giảm viêm đỏ kiểu thì nên sử dụng sản phẩm này. Nếu mà các bạn nhìn ở dưới thì nó sẽ có một số những cái chiết xuất thực vật, mà một trong những cái là chiết xuất đu đủ, thì cái là những cái chiết xuất đu đủ thì thường đem lại cái cảm giác sáng da, làm đều da. Trong này thì thấy nó có ba loại acid, thứ nhất là AHA là citric acid, tiếp theo là lactobionic acid là BPA, và cuối cùng là salicylic acid. Với cái thứ tự này thì nghĩa là những sản phẩm này thì nó là những cái loại acid dành cho những người mới bắt đầu sử dụng những loại hyaluronic acid mà lành tính trên da, nói chung là giữ bạc sần nhẹ bề mặt mà không có gây những phản ứng bùng viêm hay là bulging hay là breakout thì rất là khó. Sản phẩm này dư thấy là nó cũng có chứa tea tree, tức là kiểu một cái thành phần thứ nhất là đem lại mùi hương cho sản phẩm, thứ hai là kiểu nó cũng có khả năng làm dịu da. Nếu mà có thành phần nào đó dư nghĩ là mọi người sẽ nên cân nhắc, đó chính là peppermint, là bạc hà, thì một số bạn nào mà kiểu mình không hợp với bạc hà thì có thể cân nhắc trước khi sử dụng. Overall lại dư thấy đây là một cái toner có chứa một số loại hyaluronic acid giúp tẩy da chết hóa học cho da, tuy nhiên thì tẩy da nó khá là an toàn, nhẹ dịu và lành tính. Và thật ra thì ngoại trừ nó có bạc hà thôi, còn lại dư thấy ba thành phần em cũng khá là linh, là alcohol free, rosin free, không cục khô, không hương liệu luôn. Cho nên là nếu bạn nào đã tìm một sản phẩm có cái khả năng này là kiểu tẩy da chết hóa học và làm sạch sâu lỗ chân lông cũng như là tạo một cái màng ẩm cho da thì nghĩ là mọi người hãy cân nhắc xịn toner này. Giá cũng khá là rẻ và dung tích 250.